Ai cũng kêu em đi bill mà em nói thiệt á, chứ đi bác ngoài chợ nó không, dân nắng dân độ mệt lắm, đi bill phải chống nắng cho kỹ, mà không chống nắng kỹ rồi nó sạm nó đen da chị biết không, mà rồi em không có dám đi. Em chỉ có bôi kem chị rồi tối bê bôi kem chị rồi sáng bôi chống nắng nó rồi thôi đó, không còn một cái gì khác á. Dạ không phiền, là không phiền dạ lắm. Ai? Để từ từ nghiên cứu. Cứ mở phòng làm đi trời. Nay đắp mặt đi cũng được, đắp mặt cho nó đỡ, cho nó mềm cái da này. Còn đây chờ nữa hả? Thế thì đợi ở đây luôn chứ. Mà đây mới có 4 phút. Lột cái da này ra. Da gì mà nè. Không phải. Cái dùng cái này sao? Không phải da chết. Cái này là răng, không hiểu luôn. Không biết giải được. Ờ, hắn đều luôn. Y bill luôn. Bill cũng không xịn như đây nữa. Bill nhiều khi không được đây còn ghê hơn. Cũng về thò sao hậu.
Không ngờ. Hồi mà chị 14 tuổi là chị cầm này, chị nhổ rồi nè. Nhổ cho người khác rồi. Làm kèm á. Lúc đó chị tự nghĩ ra chị? Không. Không nhớ nữa, nhưng mà chị nhớ là anh nó ai lấy nhíp nhíp với chị. Chị cầm kèm bấm da nè. Cái chị ngồi chị nhổ, chị bị nghiện cái chị ngồi chị nhổ cho người khác nữa. Nhưng mà thời đó là chị làm móng chưa? Chưa. Rồi nói chị phụ và chị coi quán làm tóc. Làm tóc mà giống y vừa nam vừa nữ. Là tóc vẽ tai đồ đó. Chị với tay hơi bị đỉnh. Em nhớ hồi xưa nha chị, có hồi xưa hồi em mới nhớ các bạn nha, chị nghĩ là hồi xưa chị bị mụn, xong rồi có bà mua bà lễ mụn của chị á, chị hết cái phòng chị thấy hay quá vậy học. Không, không có. Em bị lộn, chị tự làm mặt vậy mà làm gì có ai. Không, em nhớ nhầm rồi. Ý là đây nè, hồi xưa chị bị mụn rất là nhiều. Sao cái chị đi rất là nhiều nơi nhưng mà không ai thấy hết trơn á, không chữa hết. Cái sau đó chị tự về 3 giờ sáng chị dùng gói soi gương, chị tức quá chị nhìn mặt chị tức quá chị lấy cái kim với bao quần á chị chọt nát cái mặt chị luôn. 3 giờ sáng nhớ miết tới trừ luôn, mà hồi đó mười mấy tuổi chọt nát cái mặt luôn. Sau đó cái tự nhiên cái giảm dần. Cái chị cũng ghiền nặng nữa chứ, chị nặng khang, chị làm đủ thứ trên đời hết. Cái chị nặng nó tự nhiên hết. Với lại dùng thêm cái kem, hồi xưa kem khác chứ không phải kem này. Dùng thêm một kem nữa, cái đỡ thầm, cái hết dần. Cái từ đó hết đó. Cái xong rồi chị cũng, các bạn chị thấy mấy tay chân khách vô. Là chị thấy làm nghề, làm đầy biết rồi, thấy khách vô là, nằm lên là rồi đó. Có cục mô tà đè cục nấy. Đấy, chứ chị đâu học, có ai học lớn hay đâu. Vì họ trị chị không hết mà, chị tức quá. Hồi nãy chị kêu bán xe đi Sài Gòn chữa đó, nữa chứ. Tại vì hồi nãy là cái mặt qua, mặt ấy, kiểu kích ứng ấy. Nhớ là, nhưng mà em nhớ. Một mãi thì sợ cầm kim tự lễ. Chị hồi xưa chữ mặt chị đâu đưa cho ai đâu. Không đưa một ai, từ phi trong lỗ tai tao mới đưa cho mấy đứa. Vì lỗ tai đâu thấy đường đâu đâm. Mà bữa hôm túi nó tức quá, cũng lấy kim tự đâm vô lỗ tai luôn. Theo cảm nhận thôi chứ không có nhìn được. Đâm đại, đâm nát luôn. Chị lây lắm. Còn làm như một đá một đồ là chị tự làm này, một thịt đồ là tự làm đó. Chị bị lì mà. Mấy đứa ở đây là không thấy chị ngồi chị tự tiêm nữa, sợ nè. Chị là bị rứt, bị bệnh, tự làm. Thích tự làm. Cảm nhận. Mình có cảm giác em sợ.
Nhưng mà nhổ lòng chị. Đẹp và tắt thở luôn. À, có một lỗ để thở. Chị mà khô mà trong không có ra như sao mà ok được rồi đó chứ. Để coi coi chỗ này xin. Có thấy gì không? Thôi tắt đi.